Đây, bao tay của anh em mình có cục gù bên ngoài, nhưng mà nó lạ lắm anh em, nó như vậy nè. Ừ, rút cây gà luôn. Đó rồi rút ra một cái vậy luôn. Đó rồi cục gù thì tự nhiên cái lại dính trên bao tay luôn. Rồi an toàn chỗ nào? Bao tay đi là phải ngon, phải êm, nhìn vô là nó phải đẹp, nó phải mới. Đó là những cái câu mà tôi vừa mới cuốn em tôi hai cặp bao tay đây bồi mới. Đó, anh em tôi là ai? Tôi chính là người đang cầm cái máy quay cho tôi nè. Đây là xe của anh em tôi nè. Thì bao tay của anh em mình nó gần như là hết độ bền luôn rồi mà. Hết độ bền nè. Cái cao su này nó đã bị chảy rồi, cho nên khi mà cầm nắm nè, cái cảm giác cái bao tay nó khá là rít. Nó hơi dơ rồi tí xíu. Còn về kiểu dáng thì nó đã bị xấu đi theo thời gian rồi. Cho nên là em mình quyết định là thay một cái cặp bao tay Racing Boy mới. Cái mã là HG66. Bởi một lý do duy nhất là giá hợp lý nhất. Vậy thì giá hợp lý thì cái giao diện của nó sẽ như thế nào? Thì đối với lại mẫu bao tay HG66 của nhà Racing Boy, nó là sẽ là những cái dạng vân xéo như thế này nè. Ráp vào xe thì nhìn nó sẽ đơn giản, nó liền lạc đối với lại cái xe của mình. Cầm nắm thì cảm giác nó rất là êm. Anh em mình nó đã cầm thử qua vài mẫu bao tay khác. Và nói chung thì anh em nào mua bao tay cũng vậy, có thể ghé trực tiếp lại bên shop của mình. Sẽ có nhân viên sẽ cho anh em coi thực tế mẫu bao tay, cầm nắm thử cái mẫu bao tay cho đến khi anh em chọn lựa được cái mẫu bao tay ưng rồi mới ráp xe. Đó thì em mình coi qua 2-3 mẫu Racing Boy thì em đó chốt cái mẫu vân xéo này. Giá của nó thì chỉ có 110k thôi, mà là hàng chính hãng của Racing Boy nữa. Wow. Đối với lại những cái mẫu xe mà sử dụng cái gù nhựa ở bên ngoài á, thì anh em có thể sử dụng cái nắp này của Racing Boy nè để mình đóng vào. Còn không thôi thì mình mua gù mình thay vô. Thì anh em muốn sử dụng cái cách nào cũng được. Thì bao tay của Racing Boy nó sẽ là một cặp bao tay không đi kèm ống ga, cho nên anh em có thể gáp được cho bất kỳ một cái mẫu xe nào cũng được hết. Xe số nè, xe tay ga, xe con tay, xe phân khối lớn đều có thể gáp cái mẫu bao tay Racing Boy này. Và nếu như ai mà hỏi bên mẫu bao tay nào mà chính hãng, êm, đẹp mà giá phải bình dân hợp lý thì Racing Boy HG66 là lựa chọn mãi định. Để mình kể cho anh em nghe, đáng lý là tới cái khúc này là mình chuyển qua tới cái công đoạn là ráp bao tay lên xe rồi. Đó, lấy sẵn đồ nghề đồ hết luôn rồi. Nhưng mà thấy cái này nó công nghệ tương lai quá, cho nên dừng lại xíu quay cho anh em coi. Nó đang cười luôn. Đây bao tay của nó. Đây, bao tay của anh em mình có cục gù bên ngoài, nhưng mà nó lạ lắm anh em. Nó như vậy nè. Ừ, rút cây gà luôn. Đó rồi rút ra một cái vậy luôn. Đó rồi cục gù thì tự nhiên cái lại dính trên bao tay luôn. Rồi an toàn chỗ nào? Ví dụ như bữa giờ là em chạy xe em hên á, lỡ mà đang dắt cái xe mà cái bao tay nó tuột ra một cái là cái xe làm nó bum liền luôn. Công nghệ tương lai thiệt chứ. Gù dính với bao tay chứ không phải dính với cái đông nha. Lòng hỏi em mù chưa, ngoài trời thì đang đổ mưa, sáng nắng chiều mưa cũng chưa thì bão ơi à ơi à ơi à. Yêu đi đã lên đời. Vinh đã thay xong cái cặp bao tay cho thằng em của mình nè. Thì cái kiểu bao tay này như Vinh đã nói, nó khá là đơn giản cho nên nó rất là hợp với nhiều cái dòng xe khác nhau. Từ xe côn, xe ga hay là xe số đều có thể đi cái mẫu bao tay này. Điểm nhấn của nó chính là sẽ có thêm một cái dòng chữ Racing Boy được in nổi trên cái phần bao tay nè. Mình có thể gắn nó xoay ở nhiều hướng khác nhau thì tùy theo cái gu thẩm mỹ của mình mà mình gắn. Đối với lại cái vân xéo của cái mẫu bao tay này, thứ nhất là nó êm, thứ hai nữa là từ những cái rãnh vân xéo này khi mà cái xe mình chạy á, gió nó tạt tới thì nó sẽ cuốn những cái đường gió nè, nó làm mát cho cái lòng bàn tay của mình. Rất là thích hợp đối với lại những cái anh em nào mà chúng ta ra nhiều mồ hôi ở bàn tay, thì cái mẫu bao tay vân này là dành coi như giống như là kiểu nó dành riêng cho những cái bạn như vậy. Ở bên phần ống ga thì Vinh sẽ gắn nó hơi hở một tí xíu. Nó sẽ nói chung là nhìn vào thì nhiều người sẽ thấy là nó hơi dư. Tại sao khi nào gắn bao tay Vinh cũng phải gắn dư ra một tí xíu như vậy? Bởi vì bên ống ga thì nó còn cái khả năng vận hành đó anh em. Nè anh em thấy cái bao tay của mình nó sẽ có một cái khoảng lắc lư như thế này nè. Rồi khi mình lên ga thì nó phải có một cái khoảng trống như vậy, nó không có vướng, không có cạ vô đâu hết, để khi mà chúng ta lên ga nó có cái độ nó trả về đó. Nếu như mà bây giờ mình gắn cái gục gù này nó khít quá đối với lại cái phần bao tay, nhìn thì nó đẹp nhưng mà nó có thể xảy ra những cái tình trạng là bị kẹt ga nè, tức là nó sẽ không có hồi về cái ống ga được, cho nên nó khá là nguy hiểm. Vì vậy lúc nào bên mình gắn bao tay cũng chừa ra một cái khoảng hở nhất định giữa cái gù và cái bao tay để cho ống ga có một cái khoảng di chuyển mà nó không cạ cứng. Dù là xe anh em làm chung nhưng mà bên mình cũng sẽ làm cho cái xe này 4 bước chăm sóc xe đầy đủ, bao gồm đó sẽ là vệ sinh kính hậu, mặt đồng hồ.
tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe, chứ không phải là làm giùm em mình là mình sẽ bỏ qua những cái bước đó. Bởi vì xe nào mình cũng làm như vậy, xe nào vô shop có ô tô là mình phải làm như vậy hết, thì mình sẽ dần trở thành cái thói quen. Lúc nào trước khi giao xe cho khách là cũng phải hoàn thành 4 bước chăm sóc xe đó. Bởi vì sếp mình chia sẻ là không quan trọng hóa đơn của anh em nó là bao nhiêu tiền, quan trọng là phục vụ anh em cảm thấy hài lòng, anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop Hai Bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Đó, vậy thì những anh em nào mà chúng ta đang cần một cái mẫu bao tay mà êm, đẹp, chính hãng mà giá phải hợp lý thì bao tay Racing Boy 110K mã HG 66 này là phù hợp nhất với anh em.